bài trưởng tình nguyện im lặng nhẹ nhàng lấy dùng mấy chùm vải ra đây, chúng ta truyền nhau vừa ăn vải và vừa thảo luận và là đặt câu hỏi. Yeah. Như tôi nói lúc nãy đó, nếu mà chúng ta bắt chước như hướng đạo tin lành của Pháp á, thì chúng ta có quyền để trung thành với lại Thượng Đế, trung thành với Thượng Đế và xứ sở và tổ quốc, nghe không? Nếu chúng ta và đăng ký và xin nhà nước mà cho chúng ta hoạt động như hướng đạo tin lành đó, thì chúng ta bắt chước trong như hướng đạo Pháp. Còn nếu hiện bây giờ chính phủ chỉ cho chúng ta sử dụng cái hướng đạo của nội quy 46, thì không có cái vấn đề tin ngưỡng tâm linh cũng có vấn đề tin ngưỡng về Chúa trong đồng. Tuy nhiên, ở trong cái nội quy 46 có một cái câu như thế này là tức đạo chúng ta được quyền dạy cho các em các cái sách của quân tước Baden Powell. Trong đó có sách Xoay Con, sách Đường Thành Công và sách Tức Đạo Cho Trẻ Em. Thì cả ba sách của quân tước Baden Powell thì ổng là con của một người quân tước Bùng Sơn. Mà ông Baden Powell ổng là một người con cái kính sợ Chúa, cho nên trong các sách của ổng đều nói đến cái vấn đề là kính sợ Chúa cả. Thành chúng ta có thể lấy cái tinh thần của Baden Powell để mà hướng dẫn các cháu, hiểu không? Trong tinh thần kính sợ Chúa, nếu các em của chúng ta nó là người đi đạo Chúa, chúng ta có thể hướng dẫn điều đó. Nhưng nếu trong đoàn các em á không phải là người đi đạo Chúa thì đừng có ép. Đừng ép bởi vì chúng ta ép chúng ta sẽ sai cái nguyên lý của đạo. Hoặc là chúng ta không nhận em nó vào đoàn của mình. Hoặc em nó vào đoàn mình với điều kiện em nó phải chấp nhận cha mẹ phải được ký giấy chấp nhận cho chúng ta. Giờ mình giao lưu với các người bạn mà mình thấy đọc thì nó bắt người ta đọc lời hứa. Đâu, mình đọc thôi. Còn khi nào mà đâu có trại chung nào, nó có cái trại chung nào, cái lúc trại chung thì cái đơn vị mình đọc các phần lời hứa của mình. Nhưng mà mình đi học tập chung và người ta bắt mình trong cái lời hứa là không đọc điều đó thì mình có phát phạm với gì? Người ta đâu có quyền người ta bắt mình. Người ta đi theo cái nội quy 46 thì người ta có việc pháp luật của người ta. Còn mình đâu có đi theo nội quy 46. Vừa rồi là nghe bên với nhau mới được lấy học chung với những đứa khóa của bạn. Cái đó thì đúng, cái đó đúng. Tại vì bên đó họ chấp nhận, đó là họ không dám. Họ không dám để cái câu mà trung thành với Thiên Chúa. Thật là mình chịu. Còn nếu mà mình muốn mình cứ đi theo với họ cái phần đó mình làm tin. Mình đọc y như vậy nhưng mà mình hiểu trong lòng mình có cái phần Thiên Chúa nữa. Đó là việc riêng của mình. Nên cái đó là cái luật của nhà nước thì mình theo luật của nhà nước. Còn cái phần của mình là luật của tín ngưỡng. Thì mình thêm cái phần tín ngưỡng mình hiểu trong lòng như vậy thì Chúa cũng hiểu cho mình. Thì tôi hiểu Chúa vẫn thông cảm cho mình. Yeah. Nhưng mà lời Chúa dạy vì sao các con phải khôn ngoan như con vậy? Yeah. Ráng và hiền lành như con bồ câu. Đó là những cái lúc mà mình phải khôn như con thái. Ví dụ như trong trường học ta không có cho đọc cái gì từ miền Chúa. Thì không biết như vậy mình không cho con mình vô trường học rồi. Con mình vẫn phải đi học như được. Nghe không? Chứ tại thành phố. Tại những thành phố lớn và cũng tự nhiên là ở thành phố Hồ Chí Minh này đó thì cái từ nhóm lại hướng đạo đó tuy là không bị cấm chính thức nhưng mà không được công nhận. Dù vậy vẫn cho có sự sinh hoạt, cho sự can đảm của các người lãnh đạo. Nhưng mà ở những tỉnh khác, vùng sâu vùng xa đó, phải đoàn thể hóa thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên đó là công việc của đoàn thanh niên cộng sản và của đảng. Do đó rất là khó khăn. Như vậy với tư cách là một người lãnh đạo, một luật sư đó, thì có lời khuyên cáo là vậy thì chúng tôi có thể sinh hoạt tập hợp và những người trẻ được. Người ta thấy quân phục nhà cầm quyền thì quân nhà cầm quyền người tập đặt do Thiên Chúa cả. Đã đúng rồi đó. Nếu khi nào nhà cầm quyền bắt mình làm cái gì mà ngược với quyền kiếm Chúa dạy cả thì chúng ta mới phải dùng cái quyền của chúng ta để tuân theo Chúa trước mà. Còn nhà cầm quyền không ép chúng ta thì chúng ta phải tránh khôn khéo mà tránh thôi. Cũng giống như là những cái nơi mà chính phủ không có chấp nhận tôn giáo thì chúng ta cũng phải không chấp nhận thôi. Cái việc đó là việc của nhà nước. Và đối với cá nhân tôi thì tôi hiểu như vậy, tức là tôn một nhà cầm quyền tới mức tối đa và trả lại cho Caesar cái gì của Caesar và trả lại cho Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa, như là Kinh Thánh dạy. Cái gì của Đức Chúa Trời trả lại cho Đức Chúa Trời, cái gì của chính phủ trả lại cho chính phủ. Thế là thần thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi đó. Nếu mà đoàn ngũ hóa
thì cái đó là công việc của đoàn thanh niên cộng sản được là chỉ huy và những nên nhớ rằng tổ chức là phong trào không đạt đoàn thể là cái một đoàn ở trong quốc gia, đoàn thể lãnh đạo không phải là chuyên quốc gia, đoàn thể không phải lãnh đạo không phải là một tôn giáo, các tổ chức tôn giáo mà họ còn vẫn phải đăng ký ở trong nhà nước và theo luật lệ theo sự đăng ký, nhưng mà lãnh đạo không phải là một cái gì siêu quốc gia, lãnh đạo không phải là một tôn giáo, cho nên nhiều quân trưởng đem hình ông Batenko em về nhà theo cái lãnh đài lãnh đạo là một đoàn thể rất là thanh bình, rất là hòa bình. Ví dụ trong lãnh đạo cũng có những cái bài, để có cái bài hát mà ai xây thành ai diệt giặc, đó là bên bài của lãnh đạo. Lãnh đạo cũng có những cái đoàn lãnh đạo mà quan trung, những đoàn lãnh đạo mà rúng đa, những đoàn lãnh đạo mà đằng, toàn là đằng đằng sát khí, giết máu quân thù, giết người Tàu, chết người kia. Ngày xưa bởi vì các trưởng ngày xưa làm cái lãnh đạo là đặt vào những cái đó là bởi vì lợi dụng cái phong trào lãnh đạo xưa là để đánh Pháp, cho nên mới ngấm ngầm đặt những cái bài chống Tàu, Bạch Đằng, Quang Trung, Nguyễn Huệ này kia để nói lên cái tinh thần là độc lập chống lại người Tàu, người Pháp, nhưng mà thực sự ngấm ngầm là để áp chỉ chống lại người Pháp. Cho nên chứ bên Mỹ mình không bao giờ thấy cái đoàn lãnh đạo là đặt cái tên là đoàn Alamo, tức là đánh giặc giữa Mỹ và người Mexico cả, không bao giờ đó. Đoàn lãnh đạo ngay cái vấn đề trong đoàn lãnh đạo mà mình dạy về vấn đề mà karate, võ thuật cộng cường mà không có bằng chuyên môn mà đánh lộn trong đó, đánh võ cũng không có lãnh đạo, cái bằng chuyên môn chỉ toàn là về giúp đỡ thôi. Cho nên lãnh đạo mà lỡ là trong cái lịch sử lãnh đạo Việt Nam của chúng ta nhiều đoàn bây giờ đặt, mà các em cũng biết tại sao tôi đặt tên là đoàn Quang Trung, đoàn Nguyễn Huệ, đoàn Đống Đa, đoàn Chi Lăng, đoàn Bạch Đằng, đoàn này đoàn nọ, đoàn Điện Biên Phủ, mình không có đặt những cái đoàn như đoàn Điện Biên Phủ. Tại vì những cái đó chỉ gợi lên những cái vấn đề sắc máu. Tướng đạo là một phong trào tinh thần của Chúa dạy. Ông Barenco quay đưa tinh thần đạo là tinh thần hòa bình trên nhân loại, bình an với đất âm trạch của loài người. Cho nên tướng đạo không thể có những cái bài mà tôi nghe mà tôi hết hồn luôn. Ai xây thành, ai diệt giặc, mà hát một cách rất là rung rướm, đó không phải tướng đạo. Và tôi trả lời những câu hỏi đây để các trưởng ở đây cũng tìm hiểu thêm thế nào là tướng đạo. Thấy không? Các trưởng cứ việc đặt câu hỏi tôi trả lời, còn chúng ta tôi không dám nhận cái phần thảo luận, bởi vì thảo luận nó sẽ nó đi ngược lại những cái đường lối của nhà nước, mà chúng ta là một đoàn thể hướng đạo, là một đoàn thể nằm trong luật pháp nhà nước. Bởi vì khi mà nhà nước cho phép hướng đạo thì chúng ta có hướng đạo, nhà nước không cho hướng đạo chúng ta không có hướng đạo đấy thôi. Thì nhà nước còn nghĩ rằng họ có những đoàn thể mà làm được công việc hướng đạo thì họ làm. Còn chúng ta là bởi vì đoàn thể là chúng ta làm, không phải là bởi vì chúng ta vì hướng đạo đạt, mà chúng ta làm hướng đạo là vì để đóng góp cho cái việc xây dựng thanh niên của đất nước. Đó là cái mục đích của hướng đạo, chứ không phải tôi làm hướng đạo để có những kêu ba đen của quen làm tức thờ, hay là tôi phải làm lễ lên đường cho một anh tráng sinh 60 tuổi. Không có, hướng đạo mình không có làm lễ lên đường cho những ai mà trên 60 tuổi nè. Như đó là cái tinh thần. Những anh em nào trên 18 tuổi có thể nhận cái lời lên đường rồi. Cái hỏi câu anh này thì không thể là quán xuyến hết, cũng như là hướng dẫn đến thế hệ thanh thiếu niên để tốt, mà chính là cái số mà các em ra ngoài thành phố nhiều. Dạ, và tôi biết cái đó nhiều thông điệp của nhà nước mình không thấy mình lấy cái gì mình dành cho đó được. Nhưng mà họ không muốn mình tham gia nữa là giữ, hay là đồng ngũ hóa các em. Nếu mà có đồng ngũ là những người mà lãnh đạo những trưởng nhóm ở địa phương thấy bị khó gì? Ở thành phố lớn thì là dễ, nhưng mà ở những vùng sâu vùng xa là nó bị khó, nên cũng xin cầu nguyện. Dạ, hướng đạo là một phong trào trọng pháp, mà tổ chức hướng đạo quốc tế không có được xem vào vấn đề nội bộ. Ngay cái hướng đạo, trong hướng đạo của chúng ta, hướng đạo Việt Nam, chúng ta có bộ phận ngay, chúng ta cũng phải dạy các em về xã hội nguy hiểm đó. Có bộ phận đó, nhưng mà tại không ai làm thôi. Nhưng mà khi chúng ta đặt cái chương trình cho các em học về xã hội nguy hiểm, nó vẫn đúng trong tinh thần hướng đạo, bởi vì nó là cái đường lối của đất nước. Ví dụ có một nước đó là quân chủ, thì cái nước hướng đạo nó phải dạy các em về tinh thần phục tùng quân chủ. Có những nước về dân chủ thì họ dạy về dân chủ, có những nước về ví dụ như là về vương quyền hay là về xã hội thì phải dạy theo cái đó. Mà tổ chức hướng đạo thế giới không có quyền xem vào đó, cũng giống như Liên Hợp Quốc vậy, không có xem vào vấn đề nội bộ của quốc gia. Mỗi quốc gia có một cái thể chế của người ta sống ra thể chế đó. Tôi nói rằng là
Thưa mục sư Minh, tôi có xin phép cho ban hát của nhà thờ tôi đi hát, ba người em đi hát đi Vũng Tàu tắm mà hát, nhưng mà công an chỉ cho chúng tôi đi tắm có 3 ngày thôi mà không cho ở thêm một tuần lễ, rồi nói rằng là 3 ngày đó thì các anh tắm cho nó mát mát rồi về rồi hát về nhà thờ. Nhưng mà nếu giữ lại các anh 4-5 ngày đó là các ông dạy cho các anh nó về đạo, à không được 4 ngày kia là của đảng của nhà nước. Bởi vì cái đó là trả về cho Caesar, cái gì của Caesar, và cái chúng gì trả về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời. Những cái phần mà chúng ta nói chuyện ở đây là chúng ta nói chuyện trong cái sự bình quân bình giữa Caesar và Đức Chúa Trời. Chúng ta tôn trọng tuyệt đối cái nguyên tắc của Chúa dạy, tức là Roma 13, vẫn thuộc nhà cầm quyền. Nhưng mà chúng ta cũng dùng tất cả những cái kỹ thuật